Trong quá trình nhập lạch cảng cửa Việt để bán ghẹ, tàu cá bị mắc cạn, nước tràn vào khoang tàu. 6 ngư dân trên tàu đã nhanh chóng bơi vào bờ an toàn. 10 giờ sáng ngày 24 tháng 11, đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa Việt thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công tàu cá của ông Lê Công Phương, ngụ phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị mắc cạn tại khu vực cửa lạch cửa Việt do Linh Quảng Trị, cách bờ khoảng 50 mét về hướng nam. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình nhập lạch cảng cửa Việt để bán ghẹ, tàu cá nói trên bị mắc cạn, nước tràn vào khoang tàu. 6 ngư dân trên tàu đã nhanh chóng bơi vào bờ an toàn sau khi sự cố xảy ra. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa Việt đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chủ tàu và các lực lượng khác tham gia ứng cứu, đưa ngư lưới cụ và thủy sản đánh bắt được lên bờ để tránh thiệt hại,